trong núi rừng, hơn 10 mạng người, máu chảy đầm đìa, tiêu cục nổi danh tứ hải, lực lượng chủ lực bị một tổ bưng, tài vật hộ tống, cũng bị cướp sạch. Trang đen gió cao đêm, thời cơ tốt để giết người. Tư đồ nam một đời nào đó, ừm, chính là cái này cường đạo thủ lứa, rất tốt giải thích những lời này, cũng đem diệp thần thế thân thứ tư, an ổn đưa lên con đường lấy kinh. Nhìn khuôn mặt tư đồ nam kia, mà diệp thần càng thêm đen. Đời thứ hai sống 29 tuổi, đời thứ ba sống 28 tuổi. Điều chưa qua năm mà lập, thật vất vả kiếp thứ tư sống đến 68, bắt thấy liền chạy theo cổ thưa thất, lại bị ngươi nhà tiêu diệt. Ngươi, còn có ngươi tiểu đệ, thật đặc biệt xuất sắc sao? Tức giận thì tức giận, ấn ký luân hồi vẫn phải thu. Ấn ký luân hồi của thế thân thứ tư có chút bất đồng với thế hệ thứ hai và thứ ba, có vẻ thuần túy hơn một chút, sau khi dung nhập vào trong cơ thể, từng một lần kích động ra lực luân hồi. Càng lớn tuổi, ấn ký luân hồi càng thuần túy. Diệp thần sờ sờ cầm, suy đoán này tuyệt đối đáng tin cậy. Bên kia, tư đồ nam cùng các tiểu đệ của hắn đã kéo đi tài vật về phần thi thể tiêu sư, lại không có người hỏi thăm, ngay cả hỏa táng cũng lời làm. Đáng tiếc thế thân thứ tư, so với đời thứ ba còn thảm hơn, thi thể ở hoang dã, kết quả sau đó không khó tưởng tượng, núi rừng u ám này đã nghe thấy tiếng sói gầm nhẹ. Diệp thần thở dài lắc đầu, không đành lòng nhìn lại, lặng lẽ rời đi. Kế tiếp một đường, hắn không chỉ một lần bấm ngón tay suy đoán, thỉnh thoảng cũng sẽ ngửa mắt nhìn hư vô. Lẽ ra, thế thứ tư hồn quy thiên địa, đời thứ năm nên sinh ra. Nhưng hắn vẫn chưa tính đến đời thứ năm. Cái này có chút quỷ dị, làm cho hắn bất giác cho rằng luân hồi chư thiên xảy ra vấn đề, nếu không, vì sao không tính ra đời thứ năm. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn đi thẳng tới thiên huyền môn. Quả đúng như hắn dự liệu, chư thiên môn xảy ra vấn đề. Nhìn trong thiên huyền môn, bóng người mờ ảo, chuẩn đế thanh nhất Thủy Nhi, Đông Hoàng Thái Tâm cũng ở đây, tụ tập trên bàn tay, nhìn trộm chư thiên luân hồi, chỉ vì trong nháy mắt, luân hồi ngừng vận chuyển, người đã chết, vẫn chưa tái nhập luân hồi như thường lệ. Làm sao xảy ra biến cố, thiên lão địa lão là để ý nhất, từng tức từng tức nhìn trộm. Chẳng lẽ, là đế khí bất ổn, phục nhai trầm ngâm nói. Có người không ở trong luân hồi, quấy nhiễu chư thiên luân hồi, đông hoàng thái tâm đôi mắt đẹp hiếp lại, tựa như từ trong luân hồi đại trận, tìm ra manh mối. Diệp Thần cũng ở đây, có thể rõ ràng gặp được Chư Thiên Luân hồi, đã biết manh mối là bởi vì Hồng Trần, thần huyền cảnh cùng nhược khi, ba người đều không ở trong tam giới lục đạo, mới quấy nhiễu đồn hồi. Việc này, hắn cũng là sau này mới biết, nhưng thời đại này Đông Hoàng Thái Tâm cũng không biết nguyên nhân, đến mấy trăm năm thời gian mới tìm được căn nguyên. Trách chỉ trách, người đại sở quá nhiều, cần từng người một đi sàng lọc, tìm từ từ. Diệp Thần vỗ vỗ mông, xuống hư thiên, tìm một chỗ thoải mái, khoanh chân mà ngồi muốn cảm ngộ luân hồi, chờ đời thứ năm sinh ra. Đã có ba đạo luân hồi ấn ký, biểu thị ba luân hồi, thông qua ba đạo luân hồi ấn ký này, có thể nhìn thấy rõ ràng ba thế hệ này cả đời, có quá nhiều chuyện xưa. Dần dần, hắn có đọa tiến vào định trạng thái, dốc lòng ngộ đạo. Tâm tình của hắn trống rỗng, người thiên huyền môn cũng cẩn thận, đại thánh cấp, chuẩn đế cấp đều bị phái ra, đi tới các góc đại sở, lần lượt xem xét. Một năm nay, quá nhiều người từ trong mộng bừng tỉnh, luôn cảm thấy trong bóng tối, có một đôi mắt nhìn chằm chằm hắn, người nhìn càng người sợ hãi. Những người đó, tất nhiên là người của Thiên Huyền môn, không dám tham dự đại sở sự, chỉ âm thầm nhìn trộm, mà nhân tài đại sở cũng rất nhiều, cảm giác nhạy bén, không ít. Nhưng một năm tìm xuống, vẫn là không có tin tức gì, ngay cả Chư Thiên Luân hồi cũng không chiếu ra Hồng Trần, thần huyền cảnh cùng nhược khi, há lại dễ tìm như vậy. Bất đắc dĩ, đành phải tiếp tục tìm, một người tìm một người. Đông Hoàng Thái Tâm cũng hạ mệnh lệnh chết, không tìm được người cũng không cần trở về nữa, không trách nàng khẩn trương như vậy, chỉ vì chư thiên luân hồi liên lụy quá nhiều, nào dám khinh thường. Bởi vì nàng mệnh lệnh, càng nhiều lão chuẩn đế còn đang ngủ say, đều bị đánh thức, gia nhập đại nghiệp tìm người. Tất cả mọi thứ đang được tiến hành một cách có trật tự. Trong rừng trúc nhỏ, Diệp Thần vẫn khoanh chân như trước, một năm chưa từng nhúc nhích. Từ khi hắn vào luân hồi đến nay, đã gần 120 năm. Số năm này, đối với người phàm mà nói, có thể tính là hai thế hệ. Nhưng, đối với đại sở nguyên bản mà nói, lại chỉ có 3 năm ngày mà thôi. Đúng như Minh Đế nói, tốc độ thời gian trong luân hồi, cùng tốc độ thời gian nguyên bản, là hai lạng không bình đẳng, 3 năm ngày thoáng qua, nhưng một 200 năm mà nói, vậy ý nghĩa phi phàm, cũng đủ để Diệp Thần làm rất nhiều việc, ví dụ như ngộ đạo. Ta đang suy nghĩ, tốc độ dòng thời gian của chư thiên cùng thiên ma vực, có phải cũng không giống nhau hay không, nhìn đại sở ngàn năm, đế hoang ung dung nói. Tất nhiên là bất đồng, minh đế đạm đạo giọng điệu có chút khẳng định thiên ma vực cũng giống như thiên niên đại sở lúc này tốc độ dòng thời gian cực kỳ không bình đẳng chư thiên vạn vực ba hai ngày thiên ma vực có lẽ liền có ba năm năm đây cũng là nguyên nhân vì sao mỗi lần thiên ma xâm lấn số lượng thiên ma chuẩn đế đều tuyệt đối nghiền ép chư thiên nếu không phải thiên ma ở chư thiên bị áp chế nếu không bất kỳ một lần thiên ma xâm lấn nào đều có thể san bằng chư thiên thiên ma vực vì sao có thể chư đế cùng tồn tại đế hoang lại hỏi đây cũng là nghi hoặc của ta minh đế hít sâu một hơi có chút tò mò thiên ma vực vậy đến tột cùng là thế giới như thế nào lại cất giấu bí mật như thế nào nếu điều kiện cho phép hắn ngược lại nguyện đi xem một chút có thể chư thiên cùng tồn tại nhất định là có nguyên nhân sau khi đơn giản đối bạch hai người đều từ thiên niên đại sở thu mắt lại nhìn về phía đại sở nguyên bản thời đại nữ thánh thể vẫn là một câu chưa nói làm cho chúng chuẩn đế không có tính tình bất đắc dĩ thiên huyền môn lại phong ấn nữ thánh thể mà đám người sở huyên cùng sở linh cũng bị lần lượt giải phong đưa về hàng nhạc lúc này ngọc nữ phong sương mù lồng mộ chúng nữ vẻ mặt thêm mỹ khóe mắt nước mắt chưa bao giờ khô giáo ngay cả tiểu diệp phàm cùng tiểu dương lam cũng đều ngửi được khí tức bi thương đều ngoan ngoãn không dám quá bướng bỉnh việc này diệp thần tất nhiên là không biết tâm thần của hắn còn đang trong lĩnh ngộ song chơi tắm rửa ánh trăng sao lực luân hồi bên cạnh thân thể hắn so với lúc trước càng tinh nhuệ hơn trong tiềm thức hóa cùng đạo tắc cộng minh đan xen ra đại đạo thiên âm như thế lại không biết qua bao nhiêu năm tháng hắn mới tự ngủ say tỉnh lại một đêm yên tĩnh nào đó hắn ra khỏi thiên huyền môn đi nam sở phàm nhân giới thân đời thứ năm của hắn sớm đã sinh ra ở một thôn xóm nhỏ xa xôi dựa vào núi sông yên tĩnh yên bình an nhàn bình phàm bây giờ là tu sĩ giới chưa từng có cách cửa sổ hắn có thể nhìn thấy một thiếu niên đang chọn đèn đọc vào đêm, đang trong cái nóng oi bức, tiếng sâu ấy không dứt, hắn lại vô cùng chăm chỉ, lần lượt lau mồ hôi, nhưng hai tròng mắt từ đầu đến cuối đều không rời khỏi học vấn, lần lượt mở trang sách ra, tai điếc tai không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ, một lòng chỉ đọc thánh hiền thư. Lúc Diệp Thần hạ xuống, còn thấy đời thứ năm bỗng nhiên ngước mắt lên, mờ mịt nhìn ra ngoài cửa sổ, tựa như có thể nhìn thấy Diệp Thần, cũng chỉ trong nháy mắt, liền lại vùi đầu khổ đọc. Diệp Thần mỉm cười, đối với đời thứ năm của mình mặc dù có ký ức nhưng cũng mơ hồ chỉ biết là thư sinh chỉ vì trường trung học cử nhân y cầm hoàn hương đêm thâm sâu hắn cùng thế thần thứ năm một người ở trong phòng một ở ngoài cửa sổ mặc dù gần trong gang tấc nhưng giữa hai người lại cách mấy vòng luân hồi không lâu trước đây diệp thần không chỉ một lần suy nghĩ ở trong luân hồi nếu hắn có thể luân hồi thân thể mỗi người gặp nhau sẽ là tình huống bực nào nhất định là rất mới mẻ việc này cũng không phải là không có tiền lệ như thần huyền cảnh như hồng trần lục đạo đều là tương lai thời không nghi chuyển thời không cùng nghịch chuyển luân hồi nên là một đạo lý gặp nhau có lẽ có thể gặp nhau nhưng một bên trong đó tất là vô tri vô giác khó thoát pháp tắc cắn trả không biết năm nào tháng nào đời thứ năm trên lưng mang sọt sách bước ra khỏi phòng muốn vào kinh thi cả thôn đều đến đưa hắn kỳ vọng hắn học trung học trạng nguyên đợi ta y cầm hoàn hương liền đến cưới người chờ ta đầu thôn đông đời thứ năm nắm tay một nữ tử Tràn đầy nam tử ôn nhu, về phần nữ tử kia, Diệp thần mỗi lần nhìn thấy đều nhịn không được xoay lông mày, rất hiển nhiên, lại là một người quen, tên là Niệm Vi, từng là đệ tử của Đại Sở Tinh Nguyệt Cung, năm đó, Diệp thần đi Tinh Nguyệt Cung giúp Diệp Tinh Thần cầu hôn, từng từ trong tay Niệm Vi, lấy được một khối mảnh vỡ đế giác, từ đó, liên kết một đoạn, khi thiên ma xâm lấn, Niệm Vi cũng từng chết trận, giống như Tạ Vân, chuyển thế đến Chu Tức Tinh, làm cháu cháu của Nhược Thiên Chu Tước, về phần Nhược Thiên Chu Tước chính là thê tử của huyền thần diễm phi một màn năm xưa diệp thần đến nay vẫn còn nhớ như in điều khiến hắn trở tay không kịp chính là thế thân thứ năm của hắn cùng niệm vi lại ở trong luân hồi còn có một đoạn tình duyên nhân quả này còn có thể kéo dài mấy vòng luân hồi đời thứ năm thân đã đi dần dần đi xa diệp thần cùng đi cùng đi ra rất xa cũng không quên quay đầu lại cây hoa đào ở đầu thôn mơ hồ có thể nhìn thấy niệm vi đang vung tay đệm chân nhìn từ xa cho đến đời thứ năm bóng lưng mơ hồ, vẫn không muốn rời đi. Đừng phụ người ta mới tốt. Diệp thần thu mắt lại, cùng đời thứ năm cùng lên đường. Đối với thế hệ thứ năm, hắn rất tự tin. Mấy năm nay, hắn vẫn bồi bên cạnh thế hệ thứ năm, tự biết hắn khắc khổ, có thượng tiến tâm như thế, không chúng trạng nguyên, đó mới là thiên lý khó dung. Đích xác, đời thứ năm thân đủ dài mặt, nhất cử đoạt được vị trí đầu bảng. Nhưng Diệp thần, đoán trúng đầu, lại không đoán trúng kết thúc, đời thứ năm chúng trạng nguyên không sai, lại bại dưới vinh hoa phú quý, cưới đương triều công chúa, làm con rể hoàng giả. Tú tài nghèo khó năm đó, trong mắt thế nhân, một bước lên trời. Đại điển thành thân, vẫn rất long trọng, tơ hồng treo đầy hoàng thành. Dương mắt nhìn lại, thế thân thứ năm ngồi trên đại mã, có thể nói là phong quang vô hạn, được dân chúng ngưỡng mộ, cảm giác cao cao tại thượng, cũng đã làm cho hắn hoàn toàn trầm luân. Giờ phút này, hắn nào còn biết sơ tâm, nào còn nhớ rõ sân minh hải thệ, càng không biết chân trời xa xôi còn có một nữ tử si tình đứng ở đào hoa thụ chờ hắn đây hẳn là cặn bã trong truyền thuyết đi trên đời phụ tâm hắn hắn tuyệt đối là điển hình diệp thần ý vị thâm trường nói móng hắn thế thân thứ năm như vậy không hề có cảm giác bất hòa cho đời thứ năm bồi đọc nhiều năm ai ngờ đời thứ năm của hắn cho hắn diễn một đoạn trần thế mỹ vui mừng thật đặc biệt vui mừng diệp đại thiếu ra đi rồi lại trở về quê hương đời thứ năm thôn xóm vẫn là thôn xóm kia dựa vào núi sông chim hót hoa thơm cây hoa đào năm nay đặc biệt đẹp sắc đẩy cánh hoa đào bay trong trời đất dưới tàng cây hoa đào niệm vi vẫn còn hoặc là nói nàng ngày ngày đều đến nhìn phương hướng rời đi của đời thứ năm bước chân nhìn xa kỳ vọng người nàng yêu lại trở về quê hương hô diệp thần thở dài một tiếng và hạ tàng cây hoa đào vừa ngồi chính là một con giáp niệm vi vẫn là mỗi ngày đều đến năm nào cũng hoa tạ hoa nở nàng ước chừng chờ thế thân thứ năm Suốt sáu mươi năm, chờ bạc đầu, chờ khom lưng, chờ chống nặng, chờ đôi mắt đẹp đục ngầu, nàng một đời phong hoa, điều hiến cho năm tháng đáng thương. Hôm nay, nàng đã không trở lại, cũng không thể trở lại, nằm trên giường bệnh. Bên giường, Diệp Thần cũng ở đây, cũng là im lặng. Sáu mươi năm quang âm, đối với phàm nhân mà nói, già như thế nào, hắn chờ mắt nhìn nữ tử si tình này, từ đình đình ngọc lập, từng chút từng chút hóa thành phong nến tàn niên. Nhưng nàng, đến chết cũng không đợi đến đời thứ năm trong nháy mắt nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt đục ngầu, xẹt qua gương mặt thê mỹ kia. 60 năm, nàng canh giữ lời thề non hẹn biển 60 năm, cũng tự lừa mình dối người 60 năm, cuối cùng trước khi chết, tiếp nhận hiện thực đáng buồn, không muốn chờ đợi nữa, mang theo tiếp nuối mang theo bi thương, bước vào luân hồi tiếp theo. Trong phòng, diệt thần lặng lẽ rời đi, nước mắt nhìn mờ mịt. Đời thứ năm thân cũng chết, sống 80 tuổi, con cháu đầy nhà. Cũng là trong nháy mắt sắp chết, đời thứ năm bỗng nhiên nhớ lại năm đó nhớ lại gốc đào hoa cùng với nữ tử si tình chờ hắn kia trong lúc mơ hồ còn có thể nhìn thấy nàng đối với hắn nhìn lại mà cười 60 năm hắn hưởng hết vinh hoa phú quý cũng nhìn thấu hồng trần sinh tử muốn trở về thôn xóm nhỏ nhưng trung quy cũng không trở về được luân hồi này đã bỏ qua kỳ vọng luân hồi tiếp theo lại đi sám hối sám hối em gánh ngươi diệp thần mắng to phất tay áo mà đi cũng may mắn không thể tham dự luân hồi nếu có thể tham dự hắn nhất định sẽ đem đời thứ năm cứu sống xong việc lại bóp chết hắn kiếp này nhìn làm cho người ta thực sự tức giận thế cho nên diệp thần đều lười vì đời thứ năm mà tiễn đưa ngươi là một hán phụ tâm người cạn bã lại sống 80 tuổi sao không để xét đánh chết không đi được bao xa đã thấy ấn ký luân hồi đời thứ năm trèo trời mà đến dung nhập vào thân thể hắn cùng mấy đạo luân hồi ấn ký khác đan sen cộng run diệp thần một bên cảm ngộ luân hồi một bên đi về phía nam sở thế thứ năm bị chôn vùi, thế hệ thứ sáu đã ra đời. Vẫn là nam sở phàm nhân giới, một chấn nhỏ bình tĩnh, đời thứ sáu thân ở trong tậu, mũm mĩm hồng hồng đô, béo múc míp, mộng bức mắt to, tò mò nhìn thế giới này. Diệp thần định thân hư thiên, tiểu từ kia còn sưởng sốt một chút. Diệp thần thần sắc nhu hòa, trả lại một nụ cười. Ký ức của hắn đối với đời thứ sáu, cũng không tính là ít, sẽ là một lang chung, cũng là con thừa thường nghiệp phụ, thế nhưng mệnh đồ nhiều thốn, cũng chưa sống qua năm lập. Cái chết của đời thứ sáu, kỳ thực là một âm mưu, chỉ vì hắn cho nữ nhi của đại thần triều đình, đem hỉ mạch, lẽ ra đây nên là hỉ sự. Đáng tiếc, nữ tử kia còn chưa lập gia đình. Chưa lập gia đình trước khi sinh con, ở quốc gia phàm nhân này, là bại hoại cương thường, là muốn bị ngâm trong lồng heo, đại thần triều đình kia muốn che lớp scandal, mới phái người ám sát thế thần thứ sáu. Sự thật, cũng đúng như diệu thần dự đoán. 23 năm sau, một đêm, trăng đen gió cao, xuất bệnh còn chưa về đến nhà thế thần thứ sáu, ngã xuống vũng máu, một dân chúng bình dân, đến chết mang theo khó hiểu, hắn cả đời chưa bao giờ làm chuyện ác, ngược lại tích không ít thiện duyên, vì sao gặp phải ách nàn này. Lúc hắn chết, Diệp thần ở đây là tận mắt chứng kiến. Chúc mừng viên ngoại, phu nhân có hỉ. Lời này, mơ hồ vang vọng bên tai là lời thế thân thứ sáu nói qua, trí nhớ của hắn sâu sắc nhất, chỉ vì lần thứ sáu đem ra hình mạch là một người quen. Dưới ánh trăng, Diệp thần dung hợp ấn ký luân hồi đời thứ sáu, liền xoay người biến mất đại địa mênh mông hắn chậm rãi mà đi ngửa mặt nhìn mờ mịt chưa thấy đời thứ bảy sinh ra không cần phải nói chư thiên luân hồi lại xảy ra vấn đề cách hắc ám hắn có thể nhìn thấy bóng dáng người thiên huyền môn đến nay còn vì tìm được ba người nhảy thoát luân hồi hắn tái hiện là hàng nhạc tông đã nhiều năm tương lai đợi ở trên đỉnh ngọc nữ ánh mắt của hắn sáng như tuyết trên đỉnh núi ngoại trừ ngọc nữ phong chủ lại có thêm hai tiểu nữ oa đều hai ba tuổi hơn nữa sinh ra một tấm giống nhau như đúc tựa như hai tiểu tinh linh ngây thơ hoạt bát đúng vậy đó chính là sở huyên cùng sở linh đã bị thông huyền chân nhân mang về hàng nhạc làm đệ tử của ngọc nữ phong tương lai còn có thể là ngọc nữ phong phong thủ đừng nói hai nàng khi còn bé cùng nhược khi đích xác giống nhau giờ phút này nếu đem nhược khi mang đến bị người ngoài nhìn hơn phân nửa sẽ cho rằng là sinh ba chỉ vì lớn lên quá giống nhau đặc biệt là đôi mắt to kia giống như phục chế ngọc nữ phong chủ bây giờ rất có mẫu tính ôn nhu, tự mình tắm rửa cho hai tiểu oai nhi, giống như mẫu thân của các nàng, đem các nàng trở thành nữ nhi. mà diệp đại thiếu gia liền cơ trí, lại mở đôi mắt luân hồi, thì triển bí pháp phục chế, đem hình ảnh sở huyên sở linh tắm rửa, một chút cũng không thừa, toàn bộ chụp đi. đợi trở về, những thứ này đều là muốn cho sở huyên sở linh xem, đều ngoan ngoãn cho ra. ta có ảnh chụp hai đứa khi còn bé mông trần. từ ngọc nữ phong đi ra, diệp thần lại đi đến ngọn núi khác. Ở thời đại này, những người như Dương Đình Thiên, Từ Phúc, Tư Phong, Phong Vô Ngân đều đã ở hàng nhạc, lớn tuổi hơn Sở Huyên Sở Linh một chút, là bộ dáng thiếu niên, đặc biệt là Dương Đình Thiên, đã bị Thông Huyền coi là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm, để sau này chấp trưởng hàng nhạc. Diệp Thần chưa đi, ở lại Ngọc Nữ Phong, muốn cùng hai nàng lớn lên. Vẫn là cây cổ thụ, hắn khoanh chân ngồi. Đến lúc này, hắn đã dung hòa năm đạo luân hồi ấn ký, luân hồi tiên pháp của luân hồi nghịch thế, không còn lúc linh thời không linh giơ tay lên có thể sử dụng, người bình thường, tuyệt đối không ngăn được. Còn có đại luân hồi thiên huyễn, trải qua rất nhiều năm tháng lắng động giác ngộ, đã có ảo diệu trong đó, thứ duy nhất thiếu, chính là đối tượng thí nghiệm, nước mắt nhìn địch nhân một cái, liền có thể làm cho đối phương, mơ mộng lớn, lúc rảnh rỗi, còn có thể dùng đôi tên nhãn này, đùa giỡn với nàng dâu. Màn đêm, lại lặng lẽ sáng xuống, diệp thần dưới tàng cây cổ thụ, giống như vậy nâng cầm, nhìn bãi cỏ cách đó không xa. Hai nàng dâu hắn, tinh lực quả thực tràn đầy, còn đang chơi đùa, bước chân tập tộc nhỏ, chưa đuổi hai con hóa bướm, tiếng cười khanh khách, vang lên đầy ngọc nữ phong. Đêm, không biết từ khi nào rơi vào yên tĩnh, hai đứa bé cuối cùng cũng ngủ. Diệp thần chưa ngủ, lấy một thanh đảo mộc kiếm, ngay trên đỉnh ngọc nữ, nhẹ nhàng múa múa, từng chiêu từng thức đều thong thả, lại dung hòa rất nhiều đạo ẩn, chỉ có thể ý thức, rất khó nói, cũng chỉ phản cảnh quy chân đại thần thông giả mới có được khí ngọn bận này. Mà lần này, so với lúc trước, càng nhiều hơn một chút luân hồi lực, không thấy hình dạng, cũng không thấy tướng mạo, hoặc là nói, đã thu liễm trong vô hình, cùng đạo ẩn dung hợp. Giờ phút này, ngọc nữ phong thời đại, chúng nữ đều không ngủ, ở dưới tàng cây cổ thụ nương tựa lẫn nhau, không người nói gì, không người nói gì, so với đêm yên tĩnh, càng bình tĩnh hơn. Diệp Phàm và Dương Lam hai tiểu tử kia cũng ở đây, dây vào trong ngực mẫu thân. Hình ảnh cô nhi quả mẫu, nhìn người mũi đau nhức, duy chỉ thiếu người tên Diệp thần kia, lưu lại cho các nàng, cũng chỉ có một đoạn ký ức hư xa. Đệ thập hoàng giả của đại sở, là đấng cứu thế của thương sinh, là chiến thần bất bại của vạn vực, cũng không phải là một triệu phu tốt, cũng không phải là một phụ than tốt. Trong mông lung, các nàng tựa như nhìn thấy một bóng người, ở cách đó không xa múa kiếm, kiếm trâu kiếm thức hồn nhiên thiên thành, mà bóng lưng người nọ, sớm đã gắt gào khắc ở trong linh hồn. Chúng nữ khóc, nước mắt lưng tròng. Là qua nhớ diệp thần, mỗi một nháy mắt hoảng hốt, đều có thân ảnh của hắn. Chỉ là các nàng nào biết được, cách đó không xa người múa kiếm, cũng không phải ảo giác trong trí nhớ, mà là diệp thần chân chính, là luân hồi đan sen, phản chiếu ra hình ảnh. Cái này, đế hoang kinh dị, có chức khó hiểu. Xem ra, diệp thần đối với luân hồi pháp tắc lĩnh ngộ, lại tinh tiến một phần, minh đế mỉm cười, cũng khó nén kinh ngạc, pháp tắc trí cao vô thượng kia, hắn đến nay vẫn chưa hiểu rõ, luân hồi huyền ảo, đạo vô tận cành, thân là đại đế, cũng không phải là không gì không làm được. Đế hoang bất ngữ, lại cười vui mừng, hậu bối này của hắn quá kinh diễm, chỉ từ luân hồi linh vực mà nói, hắn đã bại cho Diệp Thần, hắn tuổi, Diệp Thần nếu đại thành, nhất định mạnh hơn hắn. Ngàn năm đại sở, trên đỉnh ngọc nữ mộng ảo, Diệp Thần còn đang múa kiếm. Hắn cũng không phải không có người xem, minh đế cùng đế hoang đang xem, sở linh sở huyên các nàng cũng đang xem, hình ảnh vừa luân hồi, mang theo ý nghĩa luân hồi, có thể mong không thể tới. Có lẽ, ngay cả diệp thần cũng không biết hình ảnh múa kiếm của hắn lại có thể ánh xạ đến thời đại nguyên bản mà các thầy tử của hắn lại chỉ cho rằng đó là ảo ảnh trong trí nhớ hôm sau tiểu sở huyên cùng tiểu sở linh dậy khá sớm hai tiểu tử này tự như không biết mệt mỏi so với hôm qua càng hoạt bát hơn rất nhanh ngọc nữ phong chủ hiện thân đem hai người mang đến linh trì vì các nàng ngâm thân thể để khơi thông kinh mạch tẩm bổ xương cốt vì ngay sau tu luyện củng cố căn cơ sau đó rất nhiều ngày đêm Diệp thần đều ở đây, không bỏ qua bất kỳ một hình ảnh nào, ghi chép thời thơ ấu của Sở Huyên cùng Sở Linh, đây là ký ức của các nàng, ở diệp thần này cũng là một đoạn lịch sử. Năm 7 tuổi, Ngọc Nữ Phong Chủ bắt đầu dạy phương pháp tu luyện của hai người. 9 tuổi, Sở Huyên liền ngương khí thành công, ngược lại tiểu Sở Linh, có chút không thông suốt, cũng trách ngày thường ham chơi, thể khắc mấu chốt rất dây dích. Chẳng qua, so với Sở Huyên, hôn lực của nàng lại hơn một bậc. Điểm này, Ngọc Nữ Phong Chủ sớm đã biết, đối với phương pháp tu luyện của hai người cũng có chút bất đồng đối với sở linh phần lớn là hồn lực trúc tạo đối với sở huyên lại là rèn luyện linh lực đều là làm sư phụ cái này khác biệt lớn như vậy diệp thần thổn thức không thôi nhớ tới năm đó hắn vào ngọc nữ phong hai người điên này liền không coi hắn là người xem đó là chiều chết trình ngày nào đó không phải là vết thương chồng chất còn đẹp gọi là tôi luyện xét thấy sở huyên sở linh ra tay trộm nặng với hắn cho nên ở trên giường hắn cho tới bây giờ cũng không khách khí, cảm giác mặt nhíu mày, là tuyệt vời nhất. Mỗi lần nghĩ đến giờ phút này, hắn đều tâm viên ý mã, ảo tưởng ngày sau đem sở huyên cùng sở linh, cả một cái giường, hẳn là rất đáo nhiệt. Đến khi sở huyên sở linh 10 tuổi, ngọc nữ phong chủ đối với hai người, thì triển phong ấn. Diệp thần biểu lộ sâu sắc lý giải, tu ngọc nữ phong công pháp, đều có quá trình này, về phần hắn, là nam đệ tử, cũng là một dị trùng, cũng không ở trong danh sách này. Ba ngày sau, Diệp thần rời khỏi hàng nhạc, đi bắc sở đi ngang qua đan thành thời điểm hắn còn không quên đi vào quan điểm đan thần đã là đan thành thành chủ đại sở luyện đan sư đều mộ danh mà đến càng nhiều luyện đan sư gia nhập đan thành phượng hoàng các trong đan thành thiên tử nguyệt đã ở đó năm đó diệp thần chính là ở phượng hoàng các mô phượng ngọc châu thoa sở huyên cùng sở linh mỗi người một người khi đó hắn cũng không biết thiên miệt nguyệt tồn tại cũng không biết lai lịch thiên thanh nguyệt là nữ tử của nguyệt hoàng tự nhiên đó đều là lịch sử đã định lại đến viêm hoàng viêm hoàng đã phân liệt sư huynh muội ngày sư tình như tay chân trở mặt thành thù nội chiến không ngừng thì huyết điện ngựa ông đắc lợi xâm chiếm không ít lãnh thổ viêm hoàng năm sau đời thứ bảy của hắn mới giáng sinh sinh ra trong gia đình nghèo khó cái loại quần áo không ăn quả phần lớn là chiến loạn hại hơn nữa thiên tai lây dân đau khổ kiếp này hắn sẽ là một tiểu nhị cả đời a lạng nịnh nọt gật đầu khom lưng năm đó ta sẽ quay lại diệp thần cười ẩn vào hư vô, thẳng vào thiên huyền môn. Cách không biết bao nhiêu năm tháng, gặp lại đông hoàng thái tâm, có chút thân thiết, vào rừng trúc nhỏ, liền đi thẳng đến tiên trì, mơ hồ phát hiện, ba vòng của đông hoàng thái tâm lớn hơn một phần, vì thế, diệp đại thiếu gia chuyên nghiệp, còn dùng tay đong một chút, đùng, ít xác lớn hơn một phần. Đang nhìn, hắn đột nhiên thấy thất thải tiên quang, chợt lóe lên, chính là chu tiên kiếm. Không chỉ hắn nhìn thấy, đông hoàng thái tâm cũng nhìn thấy, một cái rực rỡ xoay người, mạc tiên y, đuổi thẳng chu tiên kiếm về phần diệp thần mặc dù cũng đứng dậy nhưng vẫn không đuổi theo bởi vì chu tiên kiếm chỉ lắc lư một chiêu vẫn chưa đi mà là dấu ở hư vô dùng thủ pháp che mắt lừa gạt đông hoàng thái tâm dưới ánh mắt chăm chú của hắn chu tiên kiếm cắm thẳng vào mặt tìm được trận tuyến trung tâm của chư thiên luân hồi muốn phá hư nó nhưng nó vẫn xem thường chư thiên luân hồi đi một vòng liền biến mất không thấy diệp thần nhìn thật sự thiết thực cũng biết mục đích của chu tiên kiếm Muốn phá vỡ Trừ Thiên Luân Hồi, dẫn Thiên Ma tiến vào, cũng Trần Chính xác định Chu Tiên kiếm thuộc về Thiên Bang một phương. Hắn lại nhớ tới nữ thánh thể, hơn phân nửa cũng biết Chu Tiên kiếm. Không sao đâu, hai người họ vẫn là cộng sự. Nếu thật sự như thế, đó mới là thật sự khó giải quyết, một nữ thánh thể vô hạn tiếp cận đại thành cũng đã đủ làm cho người ta đau đầu rồi, nếu cộng thêm Chu Tiên kiếm, trừ thiên ai có thể kiềm chế. Không bao lâu, Đông Hoàng Thái Tâm trở về, có thể thấy được lông mày khẽ nhíu lại ở chư thiên môn đại sở này không ai tu vi cao hơn nàng lại còn có tồn tại thần bí nàng nổi không kịp quả thực quỷ dị mấy ngày sau chu tiên kiếm lúc thì biểu hiện đối với chư thiên luân hồi có chút cảm thấy hứng thú mỗi lần đều đem đông hoàng thái tâm đùa dẫn xoay quanh diệp thần ngộ đạo mỗi lần đều có mặt chư thiên luân hồi sẽ xảy ra vấn đề cũng không phải chỉ là thần huyền phong hồng trần cùng nhược hy chu tiên kiếm chết tiệt này cũng đang âm thầm quây quật hơn nữa thủ đoạn cực kỳ thần bí ngay cả Đông Hoàng Thái Tâm cũng không phát hiện. Đây cũng là vì sao, ngày sau sẽ có Thiên Ma trộm vào, tất nhiên là Chu Tiên Kiếm tiếp ứng, năm đó Thiên Ma có thể công nhập đại sở, Chu Tiên Kiếm công không thể không có. Thu suy nghĩ, Diệp Thần triệu ra nam đạo luân hồi ấn ký, xếp thành hàng, treo ở trước người, mỗi một đạo luân hồi ấn ký, chính là một luân hồi thân cả đời, mang theo luân hồi chi lực, mặc dù có thể nhìn thấy, nhưng lại không chạm tới được. Vì sao không có đệ nhất kiếp, Diệp Thần lẩm bẩm vấn đề này đã hoang mang hắn mấy trăm năm đã là nhập luân hồi nên là từ đệ nhất kiếp bắt đầu mới đúng nói cho cùng đến nay vẫn còn là một mê muội cho dù ở trong luân hồi nhìn trộm cũng chỉ là hỗn độn một mảnh ngẫu nhiên phải gặp một bóng lưng còn mơ hồ không chịu nổi càng đừng nói khác năm đó hắn cũng từng hỏi qua đông hoàng thái tâm thế nhưng đông hoàng thái tâm cũng không biết đại sở nhiều người như vậy cách một đoạn năm tháng liền có luân hồi người nào có thể nhận rõ nói thật đời thứ nhất của ta là hạng người thông thiên triệt địa diệp thần ngữ trọng tâm trường đạo ngay cả hắn ở trong luân hồi cũng không mời đủ chứng minh hết thảy làm không tốt hay là một tôn đại đế đây ừm cũng chính là tiên vũ đế tôn trong truyền thuyết nếu trào lên cửa thân thích này bức cách kia sẽ một đường nghiền ép chúng sinh mấy ngày sau chu tiên kiếm vẫn chưa trở lại đông hoàng thái tâm từng nhiều lần phái người điều tra đều không có tung tích thanh tiên kiếm thất thải kia tựa như nhân gian bốc hơi nhưng báo xuất hiện lại cho đại sở lồng một tầng khói mù. Là đêm, tiểu trúc lâm tĩnh mịch, dưới ánh trăng, đông hoàng thái tâm nhẹ nhàng mà đứng, lặng lặng ngửa mặt lên nhìn tơ lụa, có thể thấy giữa hai hàng lông mày, tiềm ẩn một tê sầu lo, có lẽ, một loại dự cảm không lành, liền biết từ tối nay sinh sôi nảy nở, luôn cảm thấy sẽ có hoạn nan hàng lâm. So với nàng, diệt thần liền bình tĩnh hơn nhiều, sớm biết ngày sau lịch sử, lo lắng cũng vô dụng, nên đến cuối cùng sẽ đến, như thiên ma xâm lấn, tránh là tránh không được. Diệp đại thiếu gia tối nay, có chút thanh nhàn, ở trong rừng trúc nhỏ đi tới đi lui, nhìn đóa linh hoa này, nhìn gốc tiên thảo kia, nhìn bóng lưng, sao lại giống như một đạo tạc. Hắn không nhàn rỗi, hắn đang chờ ai đó đi tắm. Sắc trời không còn sớm, rửa sạch ngủ. Gió nhẹ thổi tới, đông hoàng thái tâm tự mở nhà thu mắt lại, nhìn về một phương, tựa như có thể gặp được diệp thần hư ảo, ở trong rừng trúc nhỏ của nàng, tùy ý đi dạo. Theo quan điểm của nàng, đây là một ảo ảnh của bộ nhớ. Diệp thần còn sống, cách năm ngày năm liền chạy tới chỗ nàng, lần nào đến không thuận chút đồ đạc, hoặc là tiên thảo, hoặc là linh hoa, không có hắn không lấy, giống như ảo giác giờ phút này, nào giống đại sở hoàng giả, chính là một đạo tạc sống thoát thoát. Chỉ là, nàng nào biết được, đây cũng không phải là ảo ảnh ký ức, mà là một loại ánh xạ xương luân hồi, cũng chỉ ở thời điểm cụ thể, địa điểm cụ thể, mới có thể mơ hồ nhìn thấy. Không chỉ có hắn, ngay cả diệp thần chính mình cũng không biết, có thể phá được một chút quy luật luân hồi, sẽ có chuyện kỳ diệu phát sinh. Sao bỗng dưng nhớ tới ngươi? Đông Hoàng Thái Tâm lắc đầu cười, cuối cùng đi về phía tiên trì, đối với cái chết của Diệp Thần, có chút tức nuối, hắn là đại sở hoàng giả kinh diệu nhất, mặc dù là có chút mặt mũi hai da, nhưng lại là thần thoại của chư thiên môn, phiến sơn hà đại hảo này, bởi vì hắn, mà vô cùng huy hoàng. Bên hồ tiên trì, nàng cười tiên y ra, mà cách đó không xa, Diệp Thần đã đến, ngồi xổm trên tảng đá. Nhìn xa, gã kia nhìn giống như cóc, vẫn là một con cóc rất có tâm tiến bộ da mặt dày luôn suy nghĩ ăn thịt thiên cửu lúc đi ra ngoài hắn bôi máu mũi định lực cứng cỏi như hắn đều như thế có thể thấy được hình ảnh có bao nhiêu hương diễm còn có một vị nào đó ở minh giới cũng có cảm giác như vậy không biết năm nào hắn mới xuất thiên huyền môn đi thẳng đến đời thứ bảy lúc này thế thân thứ bảy đã 10 tuổi không ở quê nhà trên đường chạy trốn thiên tai cộng nhân họa ba năm không thu hoạch đành phải ra ngoài kiếm sống giống như hắn người chạy trốn không ít. Nhìn xuống, người tị nạn như Thủy Triều, một đám kéo gia đình, chống nặng, cõng đứa bé, mặt đói cơ vàng gầy, có quá nhiều người, ngã xuống đường chạy trốn, thi thể khắp nơi, trở thành một con quỷ hoang cô hồn. Trong đám người, thế thân thứ bảy cũng không dễ thấy. Trạng thái của hắn rất kém cỏi mà quần áo rách dưới, đạp giày cỏ rách nát, môi khô nứt, cây như củi khô, đã là hình dạng cốt tàu, bóng lưng của hắn, có chút cô đơn, cha mẹ sớm đã không có ở đây chết đói trên đường chỉ còn lại một mình hắn cô đơn diệp thần sóng vai cùng chậm rãi mà đi mặc dù cách luân hồi nhưng có thể cảm giác được rõ ràng nạn đói của đời thứ bảy hy vọng của hắn đang dần dần bị mai táng đang bị tuyệt vọng chậm rãi cán nuốt thời khắc nào cũng có thể ngã xuống sơn hà nhìn như rất tốt trong con ngươi ảm đạm của hắn mờ mịt đến không có ánh sáng bỗng nhiên thế hệ thứ bảy nghiêng đầu nhìn thoáng qua bên cạnh cũng giống như mấy người luân hồi thân khác hắn tựa như có thể nhìn thấy diệp thần lại chung quy nhìn không thấy luôn cảm thấy bên cạnh có một người đang dùng ánh mắt bi thương nhìn hắn một chặng đường chạy trốn đầy đau khổ luôn luôn có một người tị nạn vô tình rơi xuống chịu đựng đói đau đớn trên đường đi mà họ nói hoặc là một giải thoát thế thân thứ bảy là ngoan cường lấy gậy gỗ chống đỡ bước chân gian nan mí mắt run rẩy ngay cả khí lực mở mắt cũng không còn chân chính đến cuối sinh mảnh hắn nên may mắn ngã xuống trước một trấn nhỏ, được một lão già hảo tâm cứu vớt, mang về nhà, cứu mạng hắn. Mà lão vây kia, lại để cho Diệp Thần tâm tình phức tạp. Đó là Doãn Trí Bình, Doãn Chí Bình một kiếp nào đó, trong tương lai, sẽ là trưởng giáo của hàng nhạc, dung hợp long hồn thái hư cổ, là chín thành tiểu chủ, làm quá nhiều nghiệt, tạo ra quá nhiều giết chóc, hắn cầm quyền vài năm, hàng nhạc tông là máu chảy đầm đìa. Ai có thể nghĩ tới, nguyên bản đại địch sinh tử của thời đại, trong luân hồi, lại còn có một đoạn nhân quả như vậy, đây chính là ân tình cứu mạng. Trải qua mấy vòng luân hồi, quả thực lật đổ quan điểm nhân sinh của Diệp Thần. Như Tư Đồ Nam, như Tạ Vân, hảo huynh đệ thời đại của hắn, ở trong luân hồi giết hắn, mà Doãn Trí Bình, kẻ thù của thời đại, lại cứu hắn trong luân hồi. Luân hồi của Chư Thiên Môn, thật đúng là một hồi đại hí. Mỗi người trong vùng đất này đều là một diễn viên, trong từng vòng luân hồi, đóng vai chính diện, diễn xuất sân khấu đối diện, kéo dài không ngừng. Năm sau, Doãn Chí Bình qua đời. Đời thứ bảy lại trở thành vô gia cư, dấn thân vào tửu lâu, làm một tiểu nhị cửa hàng. Tiểu hữu này, ăn uống hay ở lại khách điếm. Diệp thần vào tửu lâu, nghe được chính là thanh âm bực này, đời thứ bảy tay chân cần cù, làm việc cũng gọn gàng, cầm tiền công ít ỏi, diễn ra nhân sinh gật đầu không lưng. Như vậy, ngày qua năm này qua năm khác, đời thứ bảy dần dần lớn lên. Năm thứ hai mươi, hắn cũng có gia đình, kết hôn với vợ và có con. Năm thứ ba mươi, hắn vẫn là tiểu nhị quán rượu kia. Năm thứ tư mươi, hắn rời khỏi trấn nhỏ, đi đến một cổ trấn cách đó 50 dặm, dùng nửa đời người tích góp, mở một quán mì, chịu đựng mấy chục năm, cuối cùng là từ cửa hàng tiểu nhị, chịu đựng đến trường quầy, bình thường thông thường, bình thường phàm phàm. Năm thứ năm mươi, cầm cần câu lên, làm tù quang tay. Nhưng hắn, cuối cùng vẫn chưa chống đỡ qua năm hoa giáp, 59 tuổi, nằm trên giường bệnh, đều là năm đó khi chạy trốn, rơi xuống căn bệnh hắn đi rất thanh thản cũng không có thống khổ đối với phạm nhân mà nói đã tính là cao tuổi rồi trước giường diệt thần là nhìn theo hắn nhắm mắt lại nửa đời trước lang bạc lưu lạc cũng coi như thọ trung chính tầm ít nhất so với đệ nhị đệ tam may mắn hơn theo đời thứ bảy nhắm mắt lại một đạo luân hồi ấn ký bay ra dung nhập vào trong cơ thể hắn táng thân đời thứ bảy không thấy thế kiếp thứ tám sinh ra cũng giống như lần trước trừ thiên luân hồi xảy ra vấn đề người chết thật lâu không thể truyền sinh diệp thần đi nam sở rơi vào ngọc nữ phong sở huyên cùng sở linh sớm đã giải phong đình đình ngọc lập đã có thần tư phong hoa tuyệt tại mà ngọc nữ phong chủ lại dần dần lộ ra lão thái có tử khí quanh quẩn đứng dậy số mệnh sẽ kết thúc diệp thần toa hạ tàng cây cổ thụ vui vẻ nhìn thiên nhiên đại sở sắp nghênh đón đời thứ tám khoảng cách nguyên bản thời đại lại gần không ít rất nhiều người quen thuộc như dương đình thiên như từ phúc như bàng đại xuyên như gió vung ngân cũng đều trưởng thành ở nam sở đại địa đã có chút danh tiếng ba năm lặng yên trôi qua ngọc nữ phong chủ quy tịch sở huyên sở linh khóc như lệ nhân thân là ngọc nữ phong chân truyền đệ tử hai người nàng cùng nhau kế thừa vị trí phong chủ diệp thần thở dài một tiếng lặng lẽ rời đi đời thứ tám của hắn đã được sinh ra ở một đất nước trần thế ở nam sở triệu quốc đúng vậy chính là triệu quốc tịch nhan làm công chúa triệu quốc kia thế hệ thứ tám trong tạp tạp mập mạp thì đô đô trong nháy mắt diệp thần hạ xuống đôi mắt to ngây thơ của hắn, còn nhìn về phía này một cái. Đối với trí nhớ đời thứ tám, Diệp Thần cũng là mơ màng hồ hồ, chỉ biết là một tướng quân, cả đời cầu mã, không hổ là gia quốc, không hổ là dân chúng. Hắn vẫn chưa đi, đợi một chút là 13 năm, tận mắt chứng kiến đời thứ tám lớn lên. Mới 13 tuổi, đời thứ tám đã theo quân, ra trường chinh chiến, lập được chiến công hiển hách, từ một tiểu binh, một đường vinh thăng lên tướng quân, là đại tướng trẻ tuổi nhất trong lịch sử triệu quốc, tung hoành cương tràng hơn 10 năm, kim qua thiết mã, chưa từng nếm qua thất bại. Trong quân doanh, Diệp Thần thấy được Tần Hùng. Tần Hùng thời đại này, cũng mới mười mấy tuổi, khi đời thứ 8 của hắn làm tướng quân, Tần Hùng cũng chỉ là một tiểu binh, mà hoàng giả triệu quốc giờ phút này, cũng không phải phụ hoàng triệu dục của tịch nhan, chuẩn xác mà nói, là gia gia của tịch nhan, triệu dục chỉ là hoàng tử. Diệp Thần không khỏi thổn thức, cái này cũng không khỏi quá trùng hợp. Hắn cũng giống như Tần Hùng, cũng từng là tướng quân triệu quốc nếu không có dung mạo thay đổi năm đó khi hắn đến triệu quốc chấp hành nhiệm vụ tân hùng tất có thể nhận ra bởi vì tân hùng chính là thế hệ thứ tám một tay mang ra tính ra còn là lão sư của tân hùng binh pháp sách lược cũng đều là thế thân thứ tám truyền thụ đây là một đoạn nhân quả trong luân hồi vướng bận thế thân thứ tám của hắn cũng đủ kinh diễm có thể nói giang sơn nửa vách tường triệu quốc đều là thứ tám đánh ra mở rộng lãnh thổ uy danh vươn xa nhưng thiên kiêu anh kiệt trận chiến đó đủ 38 quốc gia liên hợp, 300 vạn đại quân, trải đầy mấy trăm dặm đại địa, chỉ vì muốn mạng hắn, hắn thống lĩnh 10 vạn đại quân, toàn quân chiến bị diệt, nhưng cũng giết 18 quốc thi hoành hành khắp nơi, máu chảy thành sông. Đến chết, hắn đều chống đỡ chiến kỳ triệu quốc, một tôn chiến thần, phản chiếu ánh sáng tận thế, ngã xuống trong năm tháng, đây là cuộc đời hắn, lần đầu tiên bại trận, cũng là lần duy nhất chiến bại. Một năm này, hắn chỉ mới 25 tuổi, là trong đông đảo luân hồi của Diệp Thần. Lúc chết tuổi nhỏ nhất, cả đời đều hiến thân ở vào gia Việt Quốc, ngay cả con nối dõi cũng không lưu lại. Lại một đời táng diệt, luôn hồi ấn ký quy về trong cơ thể diệp thần. Năm thứ hai chết đời thứ tám, hoàng giả triệu quốc băng hà, thái tử triệu quốc bị ám sát, vì đoạt ngôi vị hoàng giả, rất nhiều hoàng tử tay chân tương tàn. Cuối cùng, vẫn là triệu dục thắng, đạp huyết cốt của các huynh đệ, leo lên ngôi vị hoàng giả. Ngày đó, huyết nhiễm hoàng đình, lại một cô đơn nhân, ghi vào lịch sử, đại địa minh mông diệp thần chậm rãi mà đi bảy đạo luân hồi ấn ký bảy luân hồi nhân sinh hắn ở trong các luân hồi đóng đủ loại nhân vật diễn hết bi hoan ly hợp hắn nghênh đón đời thứ chín cũng chính là kiếp này của hắn từ đời thứ hai đến đời thứ tám đều là phàm nhân cũng chỉ có đời thứ chín sẽ là tiên nhân về phần đệ nhất kiếp hơn phân nửa cũng là đại thần thông giả nhưng hắn không thể nào biết được nhân giới bác sở phàm một thôn xóm nhỏ không có tiếng tăm hắn lại hiện thân thế hệ thứ chín đã đến thế gian sẽ là sự khởi đầu của cuộc sống bi thảm. Đoạn ký ức này, Diệp Thần rất rõ ràng, lúc hắn 7 tuổi, sẽ có cường đạo cướp bóc thôn xóm, ngoại trừ hắn ham chơi ra ngoài, người trong thôn không ai may mắn thoát khỏi, cũng bao gồm cả cha mẹ của hắn. Sự thật cũng giống như trong trí nhớ, một đêm năm 7 tuổi, sắc trời tối đen, một đám cường đạo xông vào thôn xóm, tùy ý giết chóc, cướp đi tài vật, tàn sát thôn dân. Từ ngày đó trở đi, hắn liền trở thành cô nhi, chỉ biết đói bụng muốn tìm đồ ăn, chuột rán, cỏ khô, rễ cây, chỉ cần có thể ăn đồ, đều sẽ liều mạng nhét vào miệng, chỉ biết con cháu nhà giàu đi ngang qua, muốn giống như chó nằm sấp, bọn họ cao hứng, có lẽ sẽ thưởng một cái đồng. Khi đó hắn, rất thích nơi chó hoang lui tới, bởi vì có thể từ trong miệng chúng nó cấp đồ ăn, có thể ngủ ở ổ chó, trong trí nhớ của hắn, người đói bụng sẽ đáng sợ hơn hung thú, đói đến mức có thể ăn hài tử của mình, đáng sợ đến không chút từ hướng nào. Đây đều là lịch sử, nhưng tận mắt nhìn thấy, lại là một loại tâm tình khác thời thơ ấu của hắn là u ám hắn nhỏ bé căn bản là không biết ý nghĩa sinh tồn cho đến một đêm lạnh lẽo nào đó hắn đông cứng cuộn mình trong ổ chó vì một tiên nhân đi ngang qua mang đi mà tiên nhân kia chính là một trưởng lão của chính dương tông năm thứ hai mang hắn trở về điền hóa đạo quy tịch chính dương tông một mảnh tiên cảnh lượn lờ nhìn hắn khi đó bắt đầy mới lạ ở chỗ này hắn vẫn là con kiến hôi nhưng là con kiến hôi có thể ăn no lần đầu tiên gặp cơ ngưng xương, ước chừng là ở tuổi 11, đó là thiếu nữ xinh đẹp nhất hắn từng gặp, như trích tiên nữ hạ phàm, không nhiễm khói lửa nhân gian, không chọc phàm thế trần ai. Trong nháy mắt đó, hắn liền thích cơ ngưng xương, có thể nói là nhất kiến trung tình, vì thế, hắn tu luyện cực kỳ khắc khổ, chỉ vì đổi kỳ bước chân của nàng. Hoàng thiên không phụ lòng người, hắn làm được, lấy thiên phú kinh người, ở ngoại môn chính dương tông, mới lộ diện, chân chính đứng ở một độ cao với cơ ngưng xương. Rất nhiều năm tháng, hắn là từ từ thế gian tới cuối cùng từng bước một đi vào tâm điền cơ ngưng xương một đoạn tình duyên hạt sống chậm rãi nảy mầm đến nay hắn còn nhớ rõ cơ ngưng xương đối với hắn lộ ra cảm giác yên nhiên đầu tiên vô cùng tuyệt vời mừng rỡ muốn nhảy lên từng âm thầm thề sẽ cả đời thủ hộ hắn thế nhưng thế sự vô thường đan điền tan vỡ hắn nếu không phải tiên nhân cũng không xứng với thiên tri kiêu nữ ngày bị đuổi ra khỏi tông môn tâm hàn đến thân thể phát run mà cơ ngưng xương băng thanh đạm mạc lại càng là yên diệt một hy vọng cuối cùng của hắn đối với phiến tiền cảnh này không còn quyền luyến nữa ở trong luân hồi lại thấy một màn này diệp thần nhịn không được lắc đầu cười tâm tình cũng không có ba động quá lớn cũng sớm đã không hận cơ ngưng xương hôm nay nàng đã là mẫu thân của tiểu diệp phàm đã là thê tử của diệp thần hắn đường nhỏ trong núi diệp thần một đường đi theo phải thấy mình được tiên hỏa mở tan hải được trương phong niên đi ngang qua cứu mang theo hàng nhạc tông gặp lại mình năm xưa, hắn khó tránh khỏi cảm khái, có tên hỏa tương trợ, lại được lục đạo tiên luân nhãn, một đường ca hát, từ cửa ngoài, cường thế đánh vào nội môn, làm đồ nhi của sở huyên. Đáng nói là, ở yêu thú rừng rậm cùng sở linh kia xuân tiêu một đêm, Diệp thần còn cố ý đi xem, còn đem những hình ảnh kia khắc ấn, chờ trở về, cho sở linh xem một chút, người nhà mình cũng vui vẻ. Tam tông đại hội, hắn cũng ở đây, thấy năm đó hắn ngăn cơn sóng dữ, thắt lưng thẳng tắp, còn có đông hoàng thái tâm phục nhai cùng huyền thần hắn tất nhiên cũng thấy được cũng là người danh tam đông đại hội chuyện sau đó liền có chút ngược tâm nửa đạo bị âm minh tử tướng chặn đường nếu không có tiểu binh nhi như hắn hơn phân nửa sẽ bị một tổ đoan lịch sử đã được thiết lập có một diễn giải có trật tự mặc dù sớm biết là lịch sử nhưng diệp thần vẫn nhịn không được nhìn đây là năm đó của hắn mang theo ký ức đáng buồn lại đáng tiếc so với cực đạo đến khí càng chân quý hơn có thể nói như vậy mỗi khi đại sự hắn đều không vắng mặt chẳng hạn như đan thành đấu đan đại hội như thành ma bị giết như đại náo bắc trấn thương nguyên tùy tiện sách ra một cái đều là sự tích quang huy ba năm nay hắn đi theo là sở huyên sư phụ đáng yêu của hắn đạp qua mọi ngóc ngách của đại sở chỉ muốn tìm lại thi thể của hắn lại bị chu tiên kiếm theo dõi trong một đêm yên tĩnh đến lúc này hắn cũng chân chính hiểu được vì sao đi tìm sở huyên lại cũng không tìm được bị chu tiên kiếm khống chế nếu nàng không muốn trở về ai cũng tìm không được nàng. Thời gian của năm luân phiên, không bao giờ dừng lại. Năm đó hắn, phải mất ba năm, mới trở lại Nam Sở, mang theo đại quân viêm hoàng trở về, diệt tề ra Nam Cương, chọn Ba Ti Gia ra chiến, cùng Doãn Trí Bình chém giết, một lần nữa chấp trưởng hàng nhạc. Đại nào chính khí điện thống nhất Tam Tông, thống nhất Nam Sở, thống nhất Đại Sở, mỗi một mảnh đất đai, đều có thân ảnh của hắn, đứa nhỏ ngày xưa cùng dã cẩu cướp cơm kia, chân chính đứng ở đỉnh cao Đại Sở tận đến diệp tinh thần cùng tinh nguyệt thánh nữ thành thân hắn mới thả chậm bước chân ngày đó mới bắt đầu bi thảm chân chính một đôi người mới muốn rời xa ồn ào náo nhiệt làm một người bình thường cũng khó thoát khỏi chu tiên kiếm đồ diệt còn có hồng trần cùng thần huyền phong cũng chết bi tráng cũng là ngày đó kiếm của hắn đâm vào thân thể sở huyên giết người hắn yêu nhất nhìn hình ảnh huyết sắc kia vẫn khó nén cảm giác đau lòng như trước sau đó chính là thiên ma xâm lấn che tiên thiên đế trận lồng mộ đại sở phong thiên huyền môn đại sở tu sĩ phấn khởi kháng chiến thì cốt chiến đấu thành núi máu chảy thành sông từng sinh mệnh tươi sống ngã xuống trước người hắn huyết hoa rực rỡ mở đầy toàn bộ chư thiên môn may mà hắn vẫn chưa làm cho thương sinh thất vọng nghịch thiên đổ sát thiên ma đế đại sở luân hồi sụp đổ bởi vì thiên ma xâm lấn lại cùng chư thiên tách ra thân là đại sở hoàng giả hắn muốn bước lên một đoạn hành trình khác tiếp tục sứ mệnh còn giang dở không biết năm nào hắn đi theo đời thứ 9 ra khỏi đại sở. Một ngày trước khi đi, hắn nhìn thấy một đạo tiên quang, từ mở xạ mà đến, rơi vào đại sở. Đó là nhân vương, nhân vương ứng kiếp, từ trước khi đại sở trở về, liền ứng kiếp đến đại sở, đây cũng là nguyên nhân năm đó hắn, vì sao ở chư thiên tìm không được nhân vương. Không gian hắc động, hắn cùng đệ cửu, vừa đi đã là trăm năm. Tạm biệt quang minh, là ở chu tức tinh, tìm được tiểu ưng, tạ vân cùng niệm vi, cùng với thê tử của huyền thần, diễm phi hành trình tìm kiếm người truyền thế vô cùng dài rằng dặc hắn là tận mắt nhìn thấy mình năm đó mang theo năm tháng phong trần cô tịch đi về phía trước tìm một cái đại sở anh hồn nhưng hắn lại bị mài đến mắt đầy vết loét đợi đến khi huyền hoang đại lục lại là một trăm năm lúc này đây hắn cũng không đi theo đời thứ chín mà là đi trung châu và thiên hư cấm địa muốn ở trong luân hồi xem thiên hư đến tột cùng cất giấu bí mật cỡ nào nhưng đi vòng quanh nam đại cấm khu hắn cũng không thấy manh mối hoặc là nói là tầm mắt của hắn không đủ, nhìn không thấy nên có bí mật. Bất đắc dĩ, hắn đành phải rời đi, đi Phượng Hoàng Cốc một chuyến, lại đi một vòng thánh địa giao trì, chủ yếu muốn nhìn nữ thánh thể. Ở thời đại đó, nữ thánh thể vẫn còn, bị chấn áp ở địa cung u ám, mỗi khi đêm khuya yên tĩnh, sẽ mở vắt đẹp. Điểm này, hắn năm đó không biết, nhưng hôm nay được gặp, lại nhìn thật sự thiết thực, nữ thánh thể chính là mê muội tất ẩn giấu bí mật kinh thiên. Theo niên luân lăn lộn, uy danh thánh thể ở thời đại đó đã chuyển khắp chư thiên đi đâu náo nhiệt đem huyền hoang quấy đến long trời lờ đất viễn cổ di tích thương lan giới diệp thần lại hiện thân cùng cơ ngưng xưng lần đầu tiên giao hợp chính là ở chỗ này tà ma yêu dị cười luôn ở trong luân hồi thấy được cũng tuyệt tuyệt cả người sợ hãi hình ảnh hương diễm không thường xuyên có diệp đại thiếu gia tất nhiên sẽ không bỏ qua cũng để lại dấu ấn đợi về thời đại ban đầu cũng mang đi cho cơ ngưng xưng xem một chút năm đó hai chúng ta đều ở trạng thái ngây ngô lần này chụp cho người một đoạn hoàn chỉnh rời khỏi thương lan giới hắn liền đi tây mặc vong xuyên cơ ngưng xương bị vong xuyên mạnh bà phong ấn chỉ vì mang thai con trai thiên dụ đáng tiếc năm đó hắn từng không chỉ một lần đến vong xuyên lại không biết cơ ngưng xương ở bên trong càng không biết cơ ngưng xương mang thai hài tử của hắn mỗi lần nhớ tới việc này hắn đều khó nén áy náy cũng không thể không chật lưỡi thương pháp của mình đặc biệt chuẩn xác sao từ khi vào vong xuyên hắn liền không đi ra nữa, cơ ngưng xương ở trong phong ấn, hắn liền canh giữ bên cạnh nàng, canh giữ thê tử cùng hài tử của mình, bù đắp tiếp nối năm đó. Thủ này, chính là trăm năm. Trong trăm năm, đời thứ chí lại tạo ra không ít động tính, tức giận nhắc linh sơn lên, vì đại ngũ chỉ sơn, đại sở năm ngàn vạn đại quân đến cứu, đánh vỡ ngũ chỉ sơn, sau khi tị nạn thiên hư cấm địa, cuối cùng chống đỡ đến đại sở trở về. Những thứ này, Diệp Thần đều biết, nhưng trăm năm qua đều không xuất phong xuyên trực thủ đến khi diệp phàm sinh ra cơ ngưng xương ôm đứa nhỏ bắt để lệ lệ khi nghe tin hắn chết càng khóc thành lệ nhân và đêm yên tĩnh ra khỏi vong xuyên lại không trở về đại sở mà là đi hóa phàm tinh diệp thần tất nhiên cũng đi theo khi thì cũng sẽ ngửa mặt nhìn xa ngã thầm nghĩ đời thứ chín đã ở minh giới đáng tiếc hắn đi không được có đi hay không cũng không sao cả trí nhớ ở minh giới đã gắt gao khắc ở trong linh hồn đêm hóa phàm tinh yên tĩnh và yên bình dù sao cũng có thể thấy dưới ánh trăng cơ ngưng xương ôm diệp phàm lặng lặng nhìn lên tinh không trên người tiểu tử kia quanh quẩn sấm sét đen kịt phèn vẹn nhìn đều cảm thấy đau lòng đáng tiếc năm đó hắn cũng từng đi ngang qua hóa phàm tinh vẫn là không tiến vào lại một lần nữa bỏ qua cho đến khi long kiếp chạy đại sở tìm hắn tính sổ hắn mới biết chuyện của cơ ngưng xương cách không biết bao nhiêu năm tháng hắn mới trở về đại sở ngọc nữ phong rất ấm áp cơ ngưng xương đã trở lại sở huyên cùng sở linh cũng trở lại còn có một trai một gái sau đó chính là nhân vương dẫn hắn đi tu hành trăm năm hóa phàm ngộ ra đại đạo nhân gian sau đó chính là thiên ma xâm lấn huyết nhiễm chư thiên thời gian không ngừng từng phút từng phút lặng lẽ trôi qua vô hạn tiếp cận thời đại ban đầu diệp thần lại ngồi ở ngọc nữ phong hai tay nâng cầm thật nhàm chán tính toán thời gian từ khi hắn vào luân hồi đã gần ngàn năm đối với tu sĩ mà nói không thể nghi ngờ cũng là dài đăng đăng Thật sự muốn dung hòa chính đạo luân hồi ấn ký mới có thể trở về. Diệp Thần lẩm bẩm, tự chữ vật túi móc ra một cái bàn đào, tùy ý gặm hai ngụm, liền lại tùy ý ném xuống ngọn núi. Bàn đào nhiều, tùy hứng, gặm hai miếng liền ném. Mẹ kiếp, ném đồ lung tung, có công đức tâm hay không? Tiếng mắng to này, truyền từ thời đại nguyên bản, truyền từ hàng hùng nhị kia. Sáng sớm, nhân hùng tiểu mập mạc hảo tâm đến an ủi các nàng dâu Diệp Thần, nhưng vừa đến chân núi Ngọc Nữ Phong, liền thấy vật thể không xác định từ trên trời giáng xuống phán ván đập vào đầu hắn. đợi nhặt lên nhìn mới biết là một quả đào không biết bị tiện nhân nào cắn hai miếng đây là từ đào nhi đi hùng nhị cầm đào lăn qua lộ lại đánh giá đào không tính là nhỏ còn lóe lên ánh sáng bán tướng cũng tốt ẩn chứa bản nguyên tinh thuần duy nhất mỹ trung không đủ chính là trên đó có hai hàng dấu răng ai bại ra như vậy bà đào giao trì cắn hai miếng liền ném Hùng nhị cầm đào ngẩng đầu lên nhìn về phía đỉnh ngọc nữ rất hiển nhiên là người trên đỉnh ngọc nữ ném xuống mập mạp xem cái gì vậy a à, con đào chạy cái này ăn vụng không biết xấu hổ đúng không cắn cho ta hai cái tiếng ồn ào vang lên tạ vân cùng tư đồ nam cũng tới cũng là tới an ủi các đệ tử dâu từ xa liền nhìn thấy hùng nhị như cây tiêu thương ở đó trong tay cầm đào đang ngẩng đầu nhìn lên trên, hai người cơ trí, điên đào liền tới, chém thoát đào. Hương vị không tệ, tạ vân gặm hai ngụm, tùy ý ném cho tư đồ nam. Tư đồ nam tiếp nhận, nhìn trên quả đào sạch sẽ là dấu răng, đều ngượng ngùng hạ miệng, bất đắc dĩ, chỉ đành nhìn về phía hùng nhị. Còn có hay không? Có muội muội ngươi, từ trên trời rơi xuống, hùng nhị biểu môi. Tư đồ nam và tạ vân đều nhớ mày, đồng loạt ngẩng đầu, nhìn lên không chung vừa nhìn, thật đáng kinh ngạc, lại có ba đào, thẳng đến ót liền đập tới. a à, anh em tốt, bị đập đầy mắt bốc lên kim quang. Kết quả là, ba người hùng hùng hổ hổ lên ngọc nữ phong. Trên ngọc nữ đỉnh, chúng nữ đều ở đây, các khuôn mặt tiểu tụy, từ khi giờ thần chết trận ở linh vực, đã hai ba năm, người nào có thể buông bỏ. Thấy ba người đi lên, chúng nữ coi như không nhìn thấy. Mấy ngày nay, ba người này có việc không có việc gì liền chạy lên, lần nào không phải hô to kêu nhỏ đã thấy không trách ai ném đào cố ý đi hùng nhị tức giận nhất ba người liền bị hắn đập hai lần đây chính là bàn đào cắn hai cái liền ném liền nhìn không quen những người trả đạp lương thừa kia ăn không hết cho chúng ta đâu tạ vân cùng tư đồ nam tức giận cũng không nhỏ nhưng đối với ba người hắn chúng nữ vẫn không để ý nên làm gì cảnh tượng một lần rơi vào lúng túng ta nói có phải có người hay không, để tiểu ra đó không? Đôi mắt nhỏ của Hùng Nhị Tụ Quang, liếc về phía đỉnh Ngọc Nữ, có một người hư ảo, đang xách tiểu đệ đệ của hắn, tưới nước cho hoa đâu, người nọ làm thế nào để xem khuôn mặt quen thuộc. Đối với việc này, Tạ Vân cùng tư đồ nam không để ý, chúng nữ cũng làm như không nghe thấy, Hùng Nhị Quỷ liên tục nói chuyện, tin hắn mới lạ. Mộ thân, là phụ thân, tiểu diệp phàm mắt to sáng lên, túm lấy góc áo cơ ngưng xương, bàn tay nhỏ bé chỉ về phía bên kia, Nghe xong lời này, chúng nữ mới theo bản năng quay đầu lại. Đáng tiếc, các nàng cái gì cũng không nhìn, hoặc là nói, ánh xạ luân hồi, cũng chỉ tồn tại một hai giây, đợi các nàng nhìn lại, luân hồi ánh xạ đã tiêu tán. Chúng nữ lông mày hơi, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không rõ nguyên nhân. Còn không tin, ta thật sự thấy được, tiểu diệp phàm cũng nhìn thấy, hùng nhị nghẹ một tiếng. Ngươi thề, chúng ta liền tin. Ta, Âm ầm không mang theo hùng nhị dứt lời liền nghe hư vô một tiếng sấm vang cả kinh hùng nhị một trận tiểu gấp lời thế này vẫn chưa được thực hiện đã sẵn sàng để cắt ta trên thực tế hắn cũng không phải lôi điện là một đạo ô mang trèo trời mà đến ở hư vô định ra chúng nữ ngước mắt nhìn lại mới thấy ô mang hóa thành một đạo nhân ảnh hư ảo bạc tử kim bào chân đạp hoàng kim dày đầu mọc sừng lông mày có đôi mắt thứ ba không thấy rõ dung mạo thật chỉ biết còn người của hắn phiếm u mang đen nhánh diễn hóa dị tượng đáng sợ hắn giống như một u linh thân thể vặn vẹo không chịu nổi tựa như ẩn như hiện chính là hư ảnh của một người hạn cương cơ ngưng xương khẽ lẩm bẩm giống như nhận ra người nọ sư nương hạn cương là ai con trai của hạn cương đại đế cơ ngưng xương khẽ nói trong hồng hoang đế tử chiến lược khôi la xếp thứ ba hạn cương xếp thứ hai bài danh thứ nhất đến nay vẫn chưa hiện thế vừa nhìn liền biết không phải là chim tốt gì tạ vân mắng đám con kiến hôi đại sở ngoại trừ phế vật thánh thể đã chết còn có thể đánh hư ảnh hạn cương cười u lời nói mang theo ma lực truyền khắp đại sở một câu chọc cho đại sở anh động vô số người xông vào thiên tiêu lửa giận ngập trời diệp thần là ai thánh chủ thiên đình đệ thập hoàng giả của đại sở không chỉ một lần cứu vớt thương sinh lại bị mắng thành phế vật con dân đại sở làm sao có thể nhịn thế nhân tức giận cũng không phải chỉ xuất phát từ lời nguyền rủa của hạn cương mà là diệu thần còn sống không ai dám đến thánh thể chiến sau khi chết lại đến khiêu khích hồng hoang hành động này quả thực nhân thần cộng phẫn hơn nữa thiên ma xâm lấn hồng hoang quy co không ra khiến cho chư thiên chiến thảm thiết lửa giận bực này cũng không cách nào ức chế Vọng huyền tinh bổn vương chờ đợi đến chiến hạn cương cười u hàm răng trắng lướt lộ ra liếm đầu lưỡi đỏ tươi một khuôn mặt dữ tợn đáng sợ giống như một con ác quỷ người khiêu chiến đại sở đáp ứng không đợi tiêu thần trả lời liền nghe cơ ngưng sương nhàn nhạt, nhạt một tiếng nàng là giao chỉ tiên thể cũng là thê tử của diệp thần diệp thần mặc dù đã không còn nhưng cũng quyết không cho phép người khác nhục nhã uy danh của diệp thần trận chiến này thân là thê tử nàng sẽ thay trượng phu đi đánh cũng để cho hồng hoang biết đại sở cũng không phải không có người mà vinh quang của thánh thể cũng không phải ai cũng có thể bôi nhọ rất tốt, hạn cương lại nở nụ cười, cười âm trầm, về hư vô, chậm rãi tiêu tán. Một màn này, thiên huyền môn nhìn thật rõ ràng, cũng nghe rõ ràng, phẫn nộ đồng thời, cũng khó nén bi hương. Đại sở bây giờ, đã không chịu nổi như vậy sao? Thánh thể táng diệt, bị người khi dễ đến cửa nhà, nhiều nam nhi tốt như vậy, lại muốn một nữ tử đi chiến. Luận chiến lược đỉnh phong, nàng không kém diệp thần, tà ma dung ngữ nói. Hạn cương cũng không đơn giản, thiên cửu hít sâu một hơi tự nghe qua hung danh của hồng hoang hạn cương tộc con nối dòng của đại đế người nào là hạng người tầm thường càng không cần phải nói hạn cương còn mạnh hơn khôi la ngày xưa ta đối với nàng tin tưởng càng sâu hơn diệp thần đông hoàng thái tâm đạm nói lời này làm cho nhân sinh không có ý phản bác thê tử của diệp thần mỗi người đều mãnh liệt trong đó đặc biệt là cơ ngưng xương tiên thể giao trì đã có phong tư thiếu nữ nữ đế cho dù diệp thần không có ở đây nàng cũng có thể thay trượng phu của nàng, chống đỡ mặt tiền chư thiên, kéo dài thần thoại bất bại kia. Trong số đông đảo người, thần sắc cơ ngưng xương, lạnh nhạt nhất, lặng lặng nhìn mờ nhạt, đôi mắt đẹp mang theo nhu tình tăng thương. Ngàn năm đại sở, diệp thần đã xách quần lên, còn dùng mình một cái. Muốn nói, hắn cũng đủ không kiêng nể gì, ban ngày ban ngày, cũng không kiêng rè, liền gác lại tiểu ra, người trong luân hồi, tất nhiên là không nhìn thấy, nhưng người ngoài luân hồi, như người thời đại nguyên bản, ở một thời điểm nào đó, có thể nhìn thấy. Ngoại trừ bọn họ, còn có hai trí tôn, là từ đầu nhìn thấy đuôi, người nhà tốt xấu gì cũng là đại sở hoàng giả, tốt xấu gì cũng là tàn nhân tàn nhẫn tàn sát đế, đi tiểu như vậy, có thích hợp không? Rất thích hợp. Đây nhất định là câu trả lời của Diệp Đại Thiếu Gia, dù sao cũng không ai có thể nhìn thấy ta. Cũng đúng, không ai có thể nhìn thấy hắn, ngay cả Đông Hoàng Thái Tâm tắm rửa, cũng dám trắng trận nghiên cứu, còn có lúc nào hắn không dám làm cũng may hắn còn muốn chút mặt mũi bằng không ngay cả quần áo cũng không mặc